Hello hello, xin chào nha. Xin chào mọi người nha, mình là Bơm đây. Hôm nay thì trời mưa các bạn ạ, cuối tuần trời mưa nữa. Cái này là thời tiết nó đang chuyển mùa ấy, nên là mưa rồi bay mưa bay bay này rồi trời nó cũng hơi lạnh lạnh rét 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 rét. Ở nhà đắp chăn mãi thì cũng chán nên là lồm cồm dậy đi ra chợ kiếm cái đồ gì về ăn. Hôm nay có rủ được mấy đồng bọn là sẽ làm mấy cái món nướng để ăn cho nó ấm ấm áp cái bụng và ấm áp cả cái con người các bạn ạ. Hôm nay Bờm làm món nướng thì có thịt chó này. Đấy, bình thường này hay ăn thịt chó luộc, rượu mặn hay ăn lẩu, ăn xào, nhưng hôm nay sẽ là làm thịt chó nướng. Thì trời mưa nên không nướng ngoài trời được thì Bờm sẽ nướng trong nhà và nướng bếp nướng thôi. Thì ngoài ra có ngoài thịt chó thì có cả sườn này các bạn nhé. Có sườn này và có mua được một cái chàng lợn các bạn ạ. Đấy, ngày hôm nay các Bờm sẽ làm món nướng có sườn này, chàng lợn này và thịt chó các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi chế biến thôi, để đi thái thịt chó này, thái sườn các thứ để ướp này. Lát nữa chỉ việc bắc bếp lên bàn nướng mà ăn thôi các bạn nhé. Mọi người hãy đón xem nhé và thưởng thức cùng mình nhé. Ok. Đây bơm đã chế biến xong cái món thịt chó các bạn nhé. Thì thịt chó nó thái lát nó mỏng mỏng là được thôi. Cứ thái lát mỏng mỏng ra có tí nào tí mỡ đó. Thì hôm nay trời nó mưa nên là không nướng ngoài trời được, không nướng than được thì cục bầm sẽ nướng bằng bếp đấy. Thử xem cái món thịt chó nướng bếp nó như thế nào các bạn nhé. Thịt chó để nướng ngon ấy thì chúng ta có thể ướp qua một chút các bạn nhé. Cục bầm sẽ ướp với nước mẻ này các bạn này, đây nước mẻ nhá. Chỉ pha như này nhưng mà chỉ làm một thìa thôi. 500 g thịt chó thì chúng ta chỉ làm 1 đến 2 thìa nước mẻ như thế này thôi nha các bạn nhé, cho thịt chó nó mềm và nó có tí mùi mẻ, gọi là thịt chó phải có riềng mẻ mắm tôm ấy, thì mới đúng bài của nó đúng không? Đó, tiếp theo là riềng các bạn nhá, riềng xay này. Đó. Rắc lên một chút riềng. Ít thôi các bạn nhá. Thì nó khác với nấu rượu mặn, nướng thì lát nữa cái riềng xay nhỏ này thì nó sẽ hay bị cháy, và cộng với một thìa mắm tôm nữa các bạn nhé. Đó, sau đó chúng ta trộn đều lên các bạn ạ. Đó. Mẻ mắm tôm này, riềng này, thịt chó này, các bạn trộn đều lên. Hôm nay là và mua cái ba chỉ nên là nó hơi nhiều mỡ các bạn ạ, nhưng mà mỡ một chút, nhiều mỡ một chút thì nướng mới ngon các bạn nhé. Đó. Đấy. Đấy, các bạn trộn đều nhé. Đấy. Nấu xào hay là nướng các bạn cứ ướp qua một chút. Thì lát nữa cái chấm thì chúng ta cái gia vị chấm chúng ta làm nhạt nhạt thôi, nó ngấm gia vị rồi chấm nhạt nhạt thôi ăn sẽ ngon hơn rất nhiều. Đó. Xong cái món thịt chó nhá, nhớ các bạn nhá, thái lát mỏng xong ướp với riềng mẻ mắm tôm nhá. Đây, tiếp theo đây là cái chàng lợn các bạn này. Đấy, chàng lợn có bơm nó thái này và sườn này. Đấy, đây là sụn non chứ không phải sườn. Cái sườn non đấy, cái sụn đấy bơm thái nhỏ rồi nhá. Bây giờ thì sẽ ướp để ướp cái món này thì cậu bơm sẽ ướp với dầu ăn các bạn này, cho các bạn cho ít dầu ăn vào. Đấy, các bạn ướp thịt lợn thì các bạn cứ cho một chút dầu ăn vào được nhá. Sau đó là cho cái sốt này, sốt spaghetti này. Đó. Nhiều bạn thì hay cho các cái nước ướp thịt đấy, thịt nướng ấy. Bơm cho cái sốt spaghetti này nó vừa màu đẹp mà ăn nó cũng ngon nhá các bạn nhá. Đây spaghetti sốt mình chúng ta hay làm mì trộn đấy, màu nó cũng đẹp các bạn, này nó lên màu đẹp lắm mà ăn nó cũng ngon nữa, cái hương vị đặc biệt đấy, nó lên màu này. Wow.
Nhìn nó thấy ngon này các bạn ạ. Rồi, ok nhá, xong nhá. Bây giờ chúng ta sẽ đi bọc lại và cho vào tủ. Đợi lát nữa chỉ nướng lên mà ăn thôi nhé các bạn nhá. Ok, thịt chó sườn sụn. Đấy, đã bật bếp rồi, anh em đói quá đi nữa. Ngày chủ nhật làm tí rượu đây anh ạ. Giờ là uống rượu vang. Rau mua rau mới, đâu rau rửa lâu rồi đấy. Đây thịt đấy. Chó nhá, đây là thịt kéo các bạn cứ để nguyên đây đi, sụn ăn này. Đâu sống đi. Rồi. Ăn này ngồi đây. Nhiều 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 khi về nhà thì ăn nướng với các cụ nhưng mà các cụ ngồi các lâu. Các cụ không ăn mình nướng đâu, ngồi lâu chờ đợi các cụ và thôi tạm bắt cơm là đứng lên thì lẩu thì ăn quen nhưng mà nướng các cụ ngồi chờ đợi lâu ấy. Hôm qua thực kẻ lùng không đá thì ngon thật, nhưng lâu mình không ăn dã ăn nhiều ấy, no tức bụng, ngồi cả răng tức bụng. Hôm qua ăn cũng không hết nửa nhỉ, không hết phần à, còn nồi nguyên bên kia xong rồi đĩa cá bên này còn nửa nữa. Anh em uống nhiều, uống mấy cái chén rượu mật cá đắng quá. Từ đầu mình tốt mấy mấy chén là đắng mình chả ăn này. Rượu mật cá này. Ừ, cá chấm, cá chấm to đen. Cá đen à? Ngon không Hoàng? Được. Mày bảo đi. Ăn chín giờ đây. Em được đông ngại. Có ngại đâu, có mấy anh em cả, không có ai mà ngại. Đây. Là chỗ đông chắc gì tao đã đi rồi, tao gọi mày. Đúng rồi, bọn anh có uống đâu, xuống giao lưu anh em hỏi thăm nhau một vài chén vậy rồi. Nhưng mà đông anh mày chạy trước thì chắc phải gọi mày. Có mấy anh em thân thiết thì mới gọi mày, ông bảo cả em xuống này. Mình cho chấm mắm tôm này, cho nướng mắm tôm nhá. Mắm tôm ngon phải lắm. Mẹ giả thịt lợn chấm mắm tôm này, ơi. Em cũng chấm mắm tôm lợn đấy. Thịt lợn hay lòng chấm mắm tôm thì mày khá bát nữa em mời hết mẹ mắm. Đấy, chấm sốt này. Thịt lợn chấm sốt cũng được. Thôi mày là nè ngon rồi. Ba chỉ á, cái sốt này là ba chỉ xong cái là em cuộn với cái lá rau diếp ấy, xong rồi rau thơm nó chấm ngon, chấm sốt ngon. Quên chết. Chọn đường mắm. Lòng ra chín rồi anh ạ. Chín rồi. Thịt chín thì răng lòng chín rồi. Làm miếng lòng cho nó. Mắm tôm ngon nhở? Quan trọng là biết làm mắm tôm em ạ. Cho nhiều đường vào. Ớt. À, hôm nay quên không cho tí tỏi nhé. Hành thôi hả? Này, cái nước sốt này. Con cái bà chị chơi cùng với em ở trên trường. Cái ngày bà rủ đi ăn nướng ấy, nhưng mà bà có bầu thì rất ngại phải đi ăn nướng, dễ về bà đau bụng nó phải sợ. Em thích hết nhà rồi đã. Lòng giòn lắm, lòng ăn lòng ăn được ngay. Ngon rồi, rồi chín rồi, lòng giòn tan hết nhở, như chảng nữa, như xuống rồi chấm gì ấy? Mắm tôm chẳng chấm mắm tôm là đúng em ạ. Em thấy bún đậu mà mà nó có cái chảng mắm lợn đấy, lòng chấm mắm tôm ấy ngon hơn. Cái lòng chác ở trên Hà Nội ấy cũng là chấm mắm tôm ăn ngon. Đấy, lòng chấm sốt cũng ngon mà bây giờ chỉ chấm mắm tôm. Chấm mắm tôm thì thôi rồi. Tôm ngoài ấy. Làm dữ lắm. Bà ngon. Ngon à? Lòng ngon đúng không? Giòn. Lòng giòn ngon. Đây là miếng mắm tôm này. Có nào làm gì được bộ tà tràng không? Có. Đó. Nửa ấy không? Được nửa, một nửa, một nhánh ấy. Mới được một nhánh chàng nữa. Tao biết rồi, nhà mai tao bệnh. Ngon á. Ngon, nó cầm lên đây. Nó đưa phòng, nó bảo tại anh phòng nào ở đây. Và đi mẹ mới cho thằng nửa con thì cho mỗi tí này. Rồi vậy ăn không hết được. Ba bốn anh em ăn đặt bù thì đặt không hết tao bỏ tủ mà ăn tiếp. Ừ. Ý là xin không, mình cũng giả vờ rồi. Mình xin mình cũng giả vờ vậy đúng không? Rồi nào làm cái nào. Thì bác các anh uống rượu bằng rượu vang thì uống vậy.
Hôm trước con bảo em đi uống. Chưa mua được cái ly uống rượu vàng nhỉ? Nào uống. Nó uống bằng này rượu à? Uống không chết luôn. Uống một cốc luôn à? Một cốc luôn. Nó xong rồi. Thế là bọn ấy xong chết luôn. Thế là chưa gặp cái đội đội trên Hoàng Hoàng nhà đội uống bát nhỉ. Đội trên em uống một bát đây. Anh lên trên đấy, trên Điện Biên, trên phố Mạn Mạn đấy. Bát bình thường. Uống bằng bát đấy, khiếp luôn đấy. Mà nó uống xong á, mà nó tỉnh bơ, nó vẫn, tao thêm cốc nữa được. Nhưng mà bọn con trai nếu cho uống nữa. Thịt chó các bạn này, chó chấm mắm tôm ngon lắm. Trời, lạnh lạnh nhờ, cứ nóng này chấm hết ăn luôn nhỉ. Không phải là mà. Ăn lẩu nhiều chán quá. Hôm nay em đã bảo em giảm cân. Trời, em mưa nhiều nước mà. Không ăn lẩu. Anh Bằng đang giảm cân từ Tết đến giờ này. Em tập 3 cân rồi đấy. Mà tối qua đi ăn lẩu cá chấm đen hôm nay. Ăn lẩu cá chấm ăn đâu anh? Có ông anh câu được con cá gần chục cân, hơn 8 cân. Nào. Đảm sao qua anh ấy cho cả vợ con lên hả? Không, đại là hôm kia lên ăn rằm. Hôm qua bọn anh đi chỗ khác. Đợi tí nhỉ. Đó, đổ khóc. Wow. Để nó nhử đi rồi. Cái này đang chín này ạ. Ăn đi. Nói chung là món này ăn ngon các bạn ạ. Có thời gian mình cứ làm ăn nhá. Giòn nhỉ. Mua được cái hôm nay mà mua cái ruột non nữa cũng ngon. Nhưng mà thôi em thấy có trà ngon rồi thôi, chẳng mua ruột non. Không bảo hoàng được rồi. Cái hành này nó cũng ngon. Rồi nhá. Chào mọi người nha. Tập trung chuyển thông nói có thịt nhớ mới quay chào mọi người không có gì.